tiểu ngày năm hai anh nghe và nhắc lại cách nói mình tìm thấy rồi 我找到了我找到了我找到了我找到了 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Gọi mình Đức là được. Chào ủa tứa chiều khó. Ở đâu? Tại nả? Nhà mình chính là ở gần đây. Ủa cha chưa tại phủ chỉnh. Học ở trường đại học nào? Tại nà số Cho mình số di động. Có dùng Facebook hay không? Dùng Sau khi về, dùng từ chữ để biểu đạt phương hướng xa khỏi phía người nói. 回去以后，手机动，手机号，手机号码。